Xin chào các em học sinh thân mến. Ở tiết trước, chúng ta thực hiện tính giá trị của biểu thức có chứa phép toán cùng mức độ ưu tiên, nhóm cộng trừ hoặc nhóm nhân chia. Thì ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Vậy nếu trong biểu thức mà chứa các phép tính không cùng mức độ ưu tiên, thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Các con cùng cô tìm hiểu phần tiếp theo nhé. Qua bài tính giá trị biểu thức tiếp theo. Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau. Có nghĩa là chúng ta sẽ ưu tiên cho nhóm nhân chia trước và nhóm cộng trừ tính sau. Cô có ví dụ như sau. 60 cộng 35 chia 5. Biểu thức này là sự kết hợp giữa phép cộng và phép chia. Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên thực hiện phép chia trước rồi thực hiện phép cộng sau. Có lẽ là chúng ta sẽ thực hiện 35 chia 5 bằng 7 rồi viết tiếp 60 cộng 7 bằng 67. Như vậy, biểu thức này ta thực hiện phép tính theo thứ tự 35 chia 5 được 7 cộng 60 với 7 được 67. Trong biểu thức này, ta thực hiện phép chia trước, phép cộng sau. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang ví dụ thứ hai. 86 trừ 10 nhân 4. Biểu thức này là sự kết hợp giữa phép trừ và phép nhân. Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên thực hiện phép nhân trước. 10 nhân 4 bằng 40. Ta viết tiếp 86 trừ 40 bằng 46. Như vậy ta thực hiện phép tính này theo thứ tự nhân 10 với 4 được 40. 86 trừ 40 còn 46. Trong biểu thức này ta thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau. Qua hai ví dụ trên, em có nhận xét gì khi tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia? Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng làm bài tập. Bài số 1. Tính giá trị của biểu thức. Câu A. Biểu thức thứ nhất. 253 cộng 10 nhân 4. Biểu thức này là sự kết hợp giữa phép cộng và phép nhân. Cho nên chúng ta ưu tiên thực hiện phép nhân trước. 10 nhân 4 bằng 40. Ta viết tiếp 253 cộng 40 bằng 293. Tương tự, các biểu thức còn lại các con hãy tính cho cô giá trị của biểu thức đó nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa các biểu thức còn lại. Biểu thức 41 nhân 5 trừ 100. Biểu thức này chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 41 nhân 5 bằng 205. Ta viết tiếp 205 trừ 100 bằng 105. Chúng ta sang biểu thức tiếp theo. 93 trừ 48 chia 8. Ở biểu thức này chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước. 48 chia 8 bằng 6. Ta viết tiếp 93 trừ 6 bằng 87. Chúng ta sang biểu thức tiếp theo. 500 cộng 6 nhân 7. Biểu thức này chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước. 6 nhân 7 bằng 42. Ta viết tiếp 500 cộng 42 bằng 542. Ta sang biểu thức tiếp theo. 30 nhân 8 cộng 50. Biểu thức này chúng ta sẽ tính phép nhân trước. 30 nhân 8 bằng 240. Ta viết tiếp 240 cộng 50 bằng 290. Như vậy giá trị của biểu thức 30 nhân 8 cộng 50 bằng là 290. Chúng ta sang biểu thức cuối cùng. 69 cộng 20 nhân 4. Biểu thức này chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước. 20 nhân 4 bằng 80. Ta viết tiếp 69 cộng 80 bằng 149. Như vậy giá trị của biểu thức 69 cộng 20 nhân 4 là 149.
Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 1. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bài tập số 2. Bài tập số 2, đúng ghi đờ, sai ghi sờ. Bài tập số 2 này, trước tiên thì chúng ta sẽ xác định xem trong biểu thức này chúng ta cần thực hiện phép tính nào trước. Sau đó chúng ta sẽ nhẩm bằng miệng hoặc tính ra nháp để tìm kết quả, rồi ghi kết quả này lại nháp. Sau đó chúng ta sẽ so sánh với giá trị biểu thức đã ghi trong bài có đúng với giá trị mà mình đã tìm được ở nháp hay không. Nếu đúng thì chúng ta sẽ ghi đờ, và sai chúng ta sẽ ghi sờ. A. Biểu thức 37 trừ 5 nhân 5 bằng 12. Như vậy giá trị của biểu thức bài này là đúng. B. Chúng ta thực hiện 5 nhân 5 bằng 25. 37 trừ 25 bằng 12. Như vậy giá trị của biểu thức 37 trừ 5 nhân 5 là 12, là đúng. Tương tự các bài còn lại, các con hãy xem giá trị của biểu thức đó có đúng với biểu thức đó hay chưa. Nếu đúng thì chúng ta sẽ ghi đờ, còn sai chúng ta sẽ ghi sờ. Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài. Biểu thức 180 chia 6 cộng 30 bằng 60. Như vậy giá trị của biểu thức 180 chia 6 cộng 30 là 60, là đúng. Chúng ta thực hiện phép chia trước. 180 chia 6 bằng 30. 30 cộng 30 bằng 60. Như vậy giá trị của biểu thức này là 60. Biểu thức tiếp theo, 30 cộng 60 nhân 2 bằng 150. Giá trị của biểu thức này là 150, là đúng. Chúng ta thực hiện phép nhân trước. 60 nhân 2 bằng 120. 30 cộng 120 bằng 150. Biểu thức 282 trừ 100 chia 2 bằng 91. Giá trị của biểu thức này là sai, vì chúng ta thực hiện phép chia trước. 100 chia 2 bằng 50. 282 trừ 50 là 232. Như vậy giá trị của biểu thức này là 232 chứ không phải là 91. Câu B. 13 nhân 3 trừ 2 bằng 13. Giá trị của biểu thức bài này là sai, vì 13 nhân 3 bằng 39. 39 trừ 2 bằng 37. Như vậy giá trị của biểu thức 13 nhân 3 trừ 2 là 37. 180 cộng 30 chia 6 bằng 35. Giá trị của biểu thức bài này là sai, vì 30 chia 6 bằng 5. 180 cộng 5 bằng 35. Biểu thức 30 cộng 60 nhân 2 bằng 180. Giá trị của biểu thức bài này là sai. Chúng ta thực hiện phép nhân. 60 nhân 2 bằng 120. 30 cộng 120 bằng 150. Như vậy giá trị của biểu thức bài này là 150 chứ không phải là 180. Biểu thức 282 trừ 100 chia 2 bằng 232 là đúng, vì ta thực hiện phép chia trước. 100 chia 2 bằng 50. 282 trừ 50 bằng 232. Như vậy bây giờ các con hãy quan sát hai cặp biểu thức trên
Em có nhận xét gì về sự giống nhau và khác nhau của các biểu thức cũng như là giá trị của nó? Trong hai cặp biểu thức trên có các số và các phép tính giống nhau, nhưng giá trị của nó lại khác nhau. Như vậy, nếu ta thực hiện thứ tự của các phép tính theo đúng quy tắc thì sẽ cho ta giá trị của các biểu thức đúng. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bài tập số 3. Bài số 3. Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? Bây giờ cô có tóm tắt như sau. Mẹ hái 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo? Bây giờ để tính được số quả táo trong mỗi hộp thì chúng ta cần phải biết được số quả táo của mẹ. Số quả táo của cả mẹ và chị hái được bao nhiêu? Sau khi biết được số quả táo của mẹ và chị hái được bao nhiêu, được chia đều vào 5 hộp, thì chúng ta sẽ tính được số quả táo của mỗi hộp. Thế thì các con hãy làm bài tập số 3 này vào vở của mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài tập số 3. Số táo mẹ và chị đã hái là 60 cộng 35 bằng 95 quả. Số táo mỗi hộp có là 95 chia 5 bằng 19 quả. Đáp số 19 quả. Như vậy, mỗi hộp sẽ có 19 quả táo. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các con tính giá trị biểu thức nếu như trong biểu thức đó nó không cùng mức độ ưu tiên với nhau. Như vậy, các con về nhà hãy cùng nhau ôn lại bài và làm vỡ bài tập toán cho cô nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô xin